Anh em xem cho mình một like, một đăng ký để cho mình có động lực làm những video tiếp theo cho anh em xem nhé. Từng ngôi sao sáng lấp lánh, cả bầu trời đều là ngôi sao nhỏ, bay bổng bên ngoài bầu trời xa xôi, giống như xuyên qua bầu trời đêm. Các ngươi nghe xem, là tiếng vang vỗ đạo hôm qua. Sao lại đến nữa vậy? Trên thế giới này, có thể có một tiếng vang vỗ đạo bình thường một chút được không? Chúng ta đang thống kê phạm vi vỗ đạo, mời chư vị nhường một chút. Lần này tiếng vang vỗ đạo quái dị giống như là phát sinh ở phía Tây Vương Thành. Một đường đuổi đến chỉ có phía Đông Bắc của Vương Thành là chưa bị bao trùm. Phía Tây, nếu nhớ không nhầm, sáng nay chỉ có võ vệ quân đại quy mô xuất thành hướng về phía Tây mà thôi. Trên đời này tuyệt đối không thể nào có tiếng vang vỗ đạo hoàn toàn giống nhau được. Trừ phi người tấn thăng căn bản chính là cùng một người, hoặc là có liên quan cực lớn. Võ vệ quân còn có thể cùng ai có liên quan cực lớn được chứ? Lẽ nào hiện tại thần bí tấn thăng tối qua thực ra cũng là lã thụ chắc? Đồng thời lúc này, biệt viện tôn gia của Vương Thành, phụ thần, con vẫn nghĩ không rõ lã thụ vì sao lại cố chấp muốn đi giết 12 khách khanh cơ chứ? Đấy là vì hắn suýt nữa đã bị Đoạn Mộc Hoàng Khởi trấn áp hay sao? Tính khí này cũng lớn quá rồi đấy. Trên đời này có một loại người như vậy, có thù tuyệt đối là không để đâu. Lã thụ có lẽ chính là loại người như vậy. Nhưng mà Trọng Dương, chúng ta nếu là thế gia tử đệ thì phải học được cách quan sát đại thế cục mưu tính. Xin phụ thân chỉ giáo. Việc tối qua có quá nhiều chỗ khó mà giải thích được. Ví dụ Đoạn Mộc Hoàng Khởi vì sao lại bí mật rời khỏi Vương Thành, 21 vị khách khanh kia lại là người của ai? Còn có người tấn thang lúc nửa đêm kia lại là ai? Chủ tử, phía Tây Vương Thành lại xuất hiện tiếng vang vỗ đạo. Những hào môn thế gia khác suy đoán, sợ rằng lã thụ chính là người tấn thang tối qua. Sao có thể chứ? Làm gì có ai xuất hiện hai lần tiếng vang vỗ đạo cơ chứ? Việc này không hợp lý. Không đúng, vừa rồi người nói lại lần nữa. Còn có lần thứ ba hay sao? Đúng, đúng vậy. Lần thứ ba bởi vì nguyên nhân khoảng cách không hề che phủ được chúng ta. Nhưng mà, phía thành Tây đang vang vọng. Thực lực, phụ thần. Không có thực lực, tính toán gì cũng chỉ là vô ích. Rơi vào bảng môn tà đạo thôi. Từ hôm nay trở đi ta sẽ bắt đầu bế quan, không phá tông sư cảnh, sẽ không ra ngoài nữa. Không phải, lã thụ tấn thăng sao lại kích thích phụ thân bế quan vậy? Về sau ta phải làm sao đây? Tiếng vang võ đạo này là chuyện gì vậy? Sao lại có dáng vẻ thế này cơ chứ? Đại vương, đây là tiếng vang võ đạo của các chú à? Đúng, đúng vậy. Theo lý mà nói, chỉ có mấy người chúng ta hồi phục thực lực, tiếng vang võ đạo này chắc chắn cũng là của một người trong đó. Nhưng cách vang này lại là chuyện gì vậy? Lúc trước tấn thăng nhất phẩm cũng chưa từng nghe nói có ai thế này mà. Thật là tốt quá. Xem ra tối hôm qua lúc hát ngôi sao nhỏ, đám lão trường đã rút lui rồi. Còn lại chỉ cần đám tiểu nư không vạch trần mình thì chắc chắn sẽ không bị bại lộ. Lại bày trò bắt lạt người khác. Hình như tạm được rồi. Thời gian đám người của Trương Vệ Vũ hồi phục căn cơ lâu hơn các lão gia tử quá nhiều rồi. Là bởi vì thời gian bị tổn thương quá lâu rồi sao? Đại vương, đến nay thực lực của chúng ta đã tìm lại được, thậm chí còn mạnh hơn trước đây.
mạnh hơn trước thì tốt. Nào nào nào, ta còn có thứ muốn cho các chú đây. Pháp khí khôi giáp này được làm ra tinh xảo, linh khí dồi dào. Lã thụ rốt cuộc là từ đâu lấy ra được bảo vật như thế lại chứ? Khôi giáp thần bí đến từ Nopprut. Não trường, sao không nói chuyện nữa vậy? Khôi giáp này của ta thế nào hả? Đại vương, khôi giáp này của ngài tuyệt đối không phải là vật tầm thường. Ta sống nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy được pháp khí khôi giáp nào lại tốt hơn nữa. Chưa từng thấy qua sao? Hắc thán, 5.000 thanh đinh ba pháp khí này giao cho các người, phân phát cho mọi người. Đại vương, ngài chính là thần mà. Pháp khí vũ khí, thật sự là pháp khí vũ khí đó. Một thanh này sợ là phải đến 100 vạn thần sao đấy nhỉ? Kẻ địch ở đâu? Ta muốn đánh 10 tên. Mọi người đừng kích động, kho đinh ba kích này vẫn còn nhiều. Người người đều có phần, không cần phải lo lắng không lĩnh được đâu. Đại vương, cái đó. Đại vương, ta có thể mặc khôi giáp giống như là vị đại nhân được không? Ta cũng là nhất phẩm. Ây, quên mất người rồi sao? Vậy thì không thể nào qua loa được. Ta chỉ là muốn lưu lại người cuối cùng để thể hiện sự trịnh trọng. Ta biết ngài đại vương không hề quên ta mà. Trong lòng ngài ấy có ta. Đại vương, ta cũng muốn hắc sắc khôi giáp đấy. Không được, hắc sắc khôi giáp có hạn, phải đạt đến nhất phẩm trước mới có được. Hơn nữa chỉ có 100 mộ. Đến trước có trước. Số lượng hắc sắc khôi giáp có hạn, nhất phẩm mới được mặc. Các ngươi làm gì vậy? Đại vương, chúng ta phải bắt đầu tu hành xung kích nhất phẩm. Đều đứng hết lên cho ta, muốn tu hành cũng phải xem địa điểm chứ, nơi này không nên ở đâu. Lập tức xuất pháp quay về Lam Canh Thành. Dạ. Các ngươi đó, muốn đổi áo giáp đến vậy hay sao? Đương nhiên rồi, đây chính là khôi giáp đại diện cho cốt lõi của võ vệ quân mà. Lã Tiểu Ngư, cô cười gì vậy? Không có gì. Thiếu niên ngập tràn phòng bị, đối với thế giới mà ta biết, đang từ từ đạt thành hòa giải với thế giới. Cảm giác cô độc luôn đối đầu với thế giới của thiếu niên, cuối cùng cũng biến thành trách nhiệm và đựa đảm đường.